bữa ngon sao thiếu nước mắm. Nam Ngư ơi! Sau gần một năm dài ủ dòng trong thùng gỗ, những giọt nước mắm Nam Ngư chín mùi, một vị ngon đủ đầy. Không cần thêm cũng chẳng phải bớt. Nhà mình chỉ tin dùng nước mắm Nam Ngư. Nam Ngư nữa mẹ ơi! Nước mắm Nam Ngư, an tâm vị ngon, an toàn sức khỏe. Jinsu Foods.